Chỉ mỗi cái việc lo nấu cơm nữa còn làm không xong, ăn thở than thở đau bụng đau bụng. Đừng có điên nữa. Em cứ đi hoài vậy hả? Rồi nhà cửa sao? Rồi anh sao? Suốt ngày ở nhà cứ xòe tay xin tiền chồng, bực quá nữa. Mày đi vô đây. Mày thấy sao? Cửa hàng của mày bự ghê á. Nè, đây là sản phẩm mà bên tao đang kinh doanh đó. Tự nhiên thấy mày thành đạt như vậy, tao cũng mừng cho mày. Mừng cho tôi sao mặc dù vậy bà? Mừng nhưng mà nghĩ tới hoàn cảnh của mình, suốt ngày ở nhà cứ xòe tay xin tiền chồng, mệt quá mẹ ơi. Mẹ tới đây làm cho tao đi, ở nhà làm gì? Mày nói thiệt hả? Nhưng mà tao đâu có kinh nghiệm đâu, với lại tao không biết làm gì hết á. Có sao đâu, không có kinh nghiệm thì từ từ học. Sao, mày làm không? Làm chứ. Cảm ơn mày nhiều. Nghĩa gì? Tao kêu mày vô làm công ty đâu rồi, do mày cứ thích ở nhà làm nội trợ đó thôi. Mày thích cái nào mày lấy một cái đi, tao tặng cho mày. Tặng hả? Ủa, sao tự nhiên tặng tao vali để làm gì? Mày vô công ty làm rồi thì đi công tác thường xuyên, cho nên vali rất là cần thiết. Đã là nhân viên của lớp thì phải xài hàng của lớp chứ. Đây là tất cả những mẫu mới cập nhật bên này, vừa đẹp vừa bền, chống va đập nữa. Mày thích cái nào mày chọn đi. Hay là tao lấy luôn cái này nha. Màu xanh này hả? Màu xanh này là màu xanh của hy vọng. Hy vọng là chiếc vali này sẽ gói ghém những giấc mơ của mày và đưa mày tới mục tiêu mày muốn. Để ra đây đi. Mày đi tham quan tiếp với tao nha. Alo, em đi làm hồi nào vậy? Sao giờ này chưa vậy? Anh về nhà không thấy cái gì bài đang ăn cơm hết trơn cái nỗi à? Hôm nay em bận tăng ca rồi, anh tự ship đồ ăn về ăn đỡ đi nha. Em nói sao vậy? Alo, alo.